Ok, xin chào. Hôm nay sẽ làm thử một cái video kèm bình luận một game kinh dị ra đời từ năm 2013, đó là Dead Space 3. Đây em này mình có chơi trước đây rồi, mình chơi được 3,1%, tức là khoảng gần 35 phút. Nó cũng chưa thấy cái gì kinh dị lắm, nhưng mà để hôm nay có thử như thế nào. Continue story from last Hello, 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 hello. Về đây. Chết đi con bích. Đi đâu vào về đâu nữa đây. Mình thì mình không có hạ mấy cái thể loại game kinh dị lắm, nhưng mà mình thử chơi game là như thế nào. Tối tăm mặt mũi thế này. Ok, mở cửa. Và hư cấu anh mà ê ê chạy 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 ê quá đi mà. Còn con nào nằm 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 trong này nữa không? Súng này sợ gì? Tầm thế này nguy hiểm thật. Là nguy hiểm quá đi mà. Ê ê chắc là mất chắc là chắc là chắc là chạy 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 cái điều bất thì là căng thẳng quá đi mà. Hô 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 hô
còn ai nữa không? Bán hàng ăn nắp đâu nữa không? Mấy game này nó hay là mình giật mình cái đuổi lắm. Nghe đâu dòng game này thì phần 1 nó kinh dị hơn hẳn, nhưng mà mình thì chưa chơi phần 1, phần 2, nó chỉ mới bắt đầu từ phần 3 này thôi. Nếu mà nói về cốt truyện thì cũng không có rõ nó lắm, với lại mình cũng chỉ làm thử một cái video có kèm với lại lời bình luận thôi. Đó là bây giờ mình phải trốn ra khỏi đây. Là nhân vật chính của chúng ta được chai hem. Ui, tôi mới thấy cái gì đó không lại. Gì vậy? Gì vậy? La hét đồng đoàn vậy trời. Nó phải đi vào cửa này đúng không? Con quái này trong này không? Đạn này. Ê. Cái con bích này làm tao giật mình. Cái chỗ nào mà lấy nhiều đạn là chuẩn bị có quái vật. Full moon. Đừng có lao ra tăng cắn tao nhé. Arrow. Tránh xa tao ra, tránh xa ra. Ê, tránh xa tao ra, con bích. Nó ráp mình. Chạy. Ê, đâu đi? Căng thẳng quá đi mà. Ê,
con bích chết đi. Thấy còn con đây nữa mà. Ê, dám chập bố. Chứ bây giờ mà mình có cảm giác nó nhìn thấy thang máy nó sướng như thế này. Tôi đại thật ghê quá.